Dân số ký chương 17 cái đó Đức giê va phán cùng mô xe rằng Hãy nói cùng dân Israel và biểu rằng Mỗi chi phái của họ phải đem nộp cho ngươi một cây gậy Nghĩa là 12 cây gậy bởi các quan trưởng của mỗi chi phái Ngươi phải đề tên mỗi người trên cây gậy của mình Và đề tên Aaron trên cây gậy của Lê Vi Vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng tộc Ngươi phải để các gậy đó trong hội mặt Trước hòm bản chứng là nơi ta gặp ngươi hễ người nào ta chọn lấy thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa vậy ta sẽ làm cho nến đi trước mặt ta những lời làm bầm của dân israel đã phát ra đối nghịch cùng các ngươi mô xe nói cùng dân israel thì hết thảy trưởng tộc tùy theo chi phái mình đem nộp cho người một cây gậy tức là 12 cây Gậy của A-rô ở giữa các cây gậy khác. mô xe để những gậy đó trong trại bản chứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngày mai khi môi vào trại bản chứng, Sải thấy cây gậy của A-rôn về nhà Levi đã trổ hoa. Nó có nước mục, xanh hoa và trái hạnh nhân chín. môi bèn rút cây gậy khỏi trước mặt Đức Diêu và đem đưa cho cả dân Israel. Các người đều thấy và mỗi người lấy gậy mình lại. Đức Diêu va phán cùng môi rằng, hãy đem cây gậy của A-rôn để lại trước hòm bản chứng đặng giữ làm một dấu cho con cái phản nghịch. Ngươi phải làm cho nín đi những lời làm bầm đối nghịch cùng ta, hầu cho dân chúng chẳng chết. Mô xe làm như vậy, tức làm y như Đức giê va đã phán dặn mình. Dân Israel nói cùng Mô xe rằng, này chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết mất hết thải. Phàm ai đến gần đền tạm của Đức giê va đều chết. Có lẽ chúng tôi phải chết thấy sao?